Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị đang theo dõi tiếp số đối thoại thứ 9 để bàn về dự án đường sắt tốc độ cao nằm trong về đề tài của đối thoại bàn về dự án này. Trong các số trước thì chúng tôi đã cùng các khách mời trao đổi rất nhiều những vấn đề liên quan tới vốn và phương án hoàn vốn cho dự án. Chúng tôi đã mời tới trường quay của đối thoại các khách mời đã tham gia vào buổi lấy ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải liên quan tới báo cáo cuối kỳ của báo cáo tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, và chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các khách mời trong các số trước. Và trong số này thì chúng tôi tiếp tục mời tới các khách mời để cùng bàn luận về chủ đề này và có thể có những ý kiến đóng góp mới mẻ giúp cho tư vấn có thể đưa ra những phương án tốt hơn trong thời gian tới. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Trần Khánh Hưng, giảng viên khoa Kinh tế học Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Trương Thị Mỹ Thanh, giảng viên trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Ông Trần Tiến Dũng, Ban Chính sách Đầu tư Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại. Ba khách mời rất là mới của chương trình đối thoại và có lẽ là lần đầu tiên tham gia cùng chúng tôi trong cái về đề tài này. Thì như tôi được biết là Bộ Giao thông Vận tải cũng có mời các khách mời đến đóng góp ý kiến vào cái báo cáo cuối kỳ, đúng không ạ? Và chúng tôi rất là mong ngày hôm nay sẽ được tiếp tục nhận những ý kiến đóng góp của các khách mời một cách là cụ thể và chi tiết hơn. Thì trước khi mà chúng ta cùng bàn về những nội dung của đối thoại thì xin mời các vị khách mời, quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Nó là một cái công trình vĩ đại. Nó sẽ góp phần thay đổi hẳn cái bộ mặt giao thông vận tải và khoa học công nghệ của đất nước. Nó có tác động lan tỏa lần một đến cái giá trị xây lắp. Nó có tác động đến vòng hai là nó làm thay đổi cái cơ cấu vận tải của đất nước. Và nó tác động vòng ba là mới đến cái phần hiệu quả kinh tế của từng người dân và của các cái doanh nghiệp tham gia trong cái quá trình mà dự án xây dựng và vận hành. Nó còn liên quan cả đến vấn đề giáo dục, vấn đề đào tạo, vấn đề khoa học công nghệ và vấn đề công nghiệp đi kèm theo cái chương trình. Tôi thì thích gọi nó là chương trình đường sắt quốc gia hơn là một cái dự án. Kể cả thí dụ chúng ta có coi như hiện nay là một cái dự án thì tôi cho rằng là chúng ta cái phần định lượng được là tính toán hiệu quả kinh tế thì là như thế, nhưng cái phần mà hiệu quả xã hội rồi cái phần cần thiết để nó phát triển kinh tế của đất nước thì không được. Hiện nay chúng ta cứ cho những cái việc mà tôi cho là thế này. Thí dụ chúng ta gọi là chỉ phát triển hài hòa không đúng, bền vững cũng còn chưa mở, mà tôi nghĩ là đây nó phát triển được chất tốc độ cao này, đây nó là giải tỏa áp lực cho cái đường bộ. Bây giờ với cái tai nạn giao thông như thế này, với cái phát triển sau này nó phát triển lên, nếu không có đường sắt, một quốc gia, nước nào phát triển, không có nước nào là không có đường sắt cả. 8 năm nay chúng ta đã bỏ phí một cái thời gian, nếu như năm 2010 chúng ta đã thông qua được thì bây giờ chúng ta đã bắt đầu bước vào triển khai. Còn nếu mà chúng ta lại bắt đầu đây là một cái kỳ vọng rồi mà chúng ta lại bàn lại những cái chuyện như thế thì sau này rất là khó khăn. Đánh giá hiệu quả tài chính của cái dự án này là rất khó. Lý do là cái này nó mang tính là hấp dẫn. Ở Hàn Quốc là cái đường sắt tốc độ cao KTX sau khi thành công từ Seoul đi Busan và Dongguan thì làm tăng cái hệ số đi lại lên 20-30%, tức là làm cái nhu cầu tăng lên. Khi đường sắt tốc độ cao mà hoàn thành thì chúng ta chạy vào ban ngày với quãng thời gian ngắn dưới 2 tiếng rưỡi, và như TGV Pháp hay là như Hàn Quốc Chứng Minh là trong khoảng cách dưới 800 m và thời gian chạy từ dưới 2 tiếng rưỡi 3 tiếng thì lấy được khoảng độ 70% thị phần. Như vậy thì tất cả những đó nó phải tính vào cái yếu tố đầu ra rồi thu hồi vốn của mình, và cái đó để dự báo cho 30-40 năm nữa thì rất khó. Thế nên là theo tôi thì nên nhìn cái này giống như tiến sĩ Kiên và Dương Phong có nói là mình nhìn rộng cho tác động cho xã hội. Vâng, thưa các khách mời, như tôi giới thiệu từ ban đầu, ngay khi mà Bộ Giao thông Vận tải tổ chức cái buổi lấy ý kiến thì chúng tôi đã mời lần lượt rất là nhiều các chuyên gia, rất là nhiều các đối tượng tham gia vào cái buổi trao đổi đó đến trường quay đối thoại và bàn tiếp về cái chủ đề này. Thì gần đây nhất trong số trước thì chúng tôi cũng đã mời tới 3 khách mời là những người đã tham gia vào cái buổi đó, và rất là nhiều những ý kiến mà được các khách mời trao đổi rất là sôi nổi. Và trong đó đặc biệt có một cái
một cái ý kiến mà ba khách mời đều rất là đồng tình với nhau, đó là khi liên quan tới vốn và hoàn vốn cho dự án này từ cái báo cáo cuối kỳ thì chúng ta hãy đừng coi nó là một cái dự án bình thường, đừng coi nó là một công trình bình thường để tính toán dựa trên những con số về hoàn vốn, thu hồi vốn, mà chúng ta hãy coi nó là một dự án, một cái công trình chúng ta cần phải đầu tư, và tính cấp thiết của nó bắt buộc chúng ta cần phải đầu tư cho dự án này. Thì đó là ý kiến chung của cả ba khách mời trong các số trước. Thì không biết là ngày hôm nay các khách mời của ba số này có đồng tình với quan điểm đó không ạ? Thì chắc trước là cho tôi xin mời ý kiến ông Dũng ạ. Về quan điểm của cá nhân tôi thì tôi suy nghĩ rằng là tất cả những cái dự án hay chương trình sử dụng tiền của nhà nước thì chúng ta đều nên soi xét nó dưới lăng kính của cái việc là đầu tư công. Và trong các dự án đầu tư công chúng ta đã có quy định trong luật đầu tư công là phải bảo đảm cái hiệu quả kinh tế xã hội của dự án. Và dù chúng ta có gọi nó là một dự án hay là một chương trình hay là một cái gì đi chăng nữa thì cũng nên áp dụng một cái tiêu chuẩn là về hiệu quả kinh tế xã hội của dự án. Ở đây trong cái dự án về cái đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thì trong cái báo cáo tóm tắt chúng tôi đã nhận được thì có cái tỷ suất hoàn nội hoàn kinh tế xã hội là vào khoảng gần 10%. Tức là nếu chúng ta soi xét theo cái góc nhìn của đầu tư công, thường ở trong giao thông thì hay sử dụng cái tỷ suất chiết khấu là 12%. Ở đây tỷ suất nội hoàn kinh tế nhỏ hơn tỷ suất chiết khấu, chứng tỏ là cái dự án tốc độ cao và đường sắt cao tốc Bắc Nam hay có thể gọi là chương trình chưa đạt được hiệu quả kinh tế xã hội. Và đấy là một cái vấn đề mà tôi thấy là khi mà chúng ta đặt ra một cái dự án hay là một cái chương trình mà chưa đạt được hiệu quả kinh tế xã hội thì chúng ta sẽ khó thuyết phục được nhà đầu tư tư nhân, khó thuyết phục được các quốc gia hay các cái tổ chức tài định chế tài chính cho quốc gia, cho Việt Nam vay vốn. Rõ ràng ở chương trình này thì chúng ta đã không có chủ động được cái nguồn vốn mà phải đi vay theo như là cái tài liệu của bên Bộ Giao thông của liên danh tư vấn cung cấp thì là chúng ta phải vay 28 tỷ đô. Tuy nhiên trong các số trước các khách mời có nói là trong cái bản báo cáo này chưa tính hết được những cái giá trị mà dự án đường sắt tốc độ cao mang lại, có những giá trị mà số tiền nó vô cùng lớn, thậm chí nó lớn hơn cả số tiền mà chúng ta phải bỏ ra đầu tư. Ví dụ nó sẽ giúp chúng ta đảm bảo về an toàn tính mạng con người như thế nào, nó sẽ mang chúng ta sẽ đỡ phải gánh nặng với những cái người mà bị tai nạn giao thông như là đường bộ hay là thậm chí đường hàng không trong thời gian gần đây, và những giá trị đó chưa được tính đầy đủ vào đây thì như vậy là sẽ đưa ra những con số nó hoàn toàn khác. Không biết ông Dũng như thế nào? Theo ý kiến cá nhân của tôi thì nên chúng ta nên bổ sung vào cái báo cáo về cái hiệu quả kinh tế xã hội của dự án những cái con số mà vừa nêu ra mà đã nói là chưa tính được, bởi vì dưới cái góc nhìn của cái chuyên của góc nhìn của kinh tế giao thông ấy thì ở rất nhiều các quốc gia, ví dụ như là Pháp, ví dụ như là Anh, như là Đức, người ta đã lượng hóa thành tiền cái giá trị thống kê của mạng sống con người, lượng hóa thành tiền những cái tác động về môi trường, hay là lượng hóa thành tiền cái giá trị thời gian tiết kiệm được. Và như ở Việt Nam thì tôi cũng đã tiếp cận với những cái báo cáo dự án đầu tư đấy, báo cáo khả thi đấy, thì đã có những cái báo cáo có thể lượng hóa được là nếu mà chúng tôi giảm được một người chết thì chúng tôi sẽ tiết kiệm được là gần 1 tỷ đồng. Như vậy thì các con số này là đều có thể tính toán được và nó đều có cái phương pháp khoa học tính toán. Tất nhiên phương pháp khoa học nào thì phải dựa vào cái tiêu chuẩn có thể là Bộ Giao thông sẽ phải ban hành ra một cách thức để tính toán, nhưng rõ ràng những thứ này hoàn toàn là khả thi để có thể ước lượng được. Vâng ạ. Và ý kiến này thì ông Dũng có đưa ra trong cái buổi lấy ý kiến của Bộ Giao thông không ạ? Cái này thì tôi cũng chưa được trình bày ở buổi lấy ý kiến. Bởi vì hôm đấy có quá nhiều các khách mời và các chuyên gia không ạ? Vâng. Vâng ạ. Còn bà Thanh thế nào? Có lẽ ý kiến của tôi thì hơi khác ý kiến của ông Dũng một chút. Trên thực tế thì dự án của chúng ta đi dọc hành lang Bắc Nam và đi qua đến 20 tỉnh, thành phố khác nhau. Ở trên thế giới, tất cả những cái dự án cơ sở hạ tầng thì người ta tất nhiên sẽ có những cái tính toán rất là cụ thể, chi tiết về những tác động về kinh tế xã hội khi mà dự án đi qua, nó sẽ ảnh hưởng đến những cái vùng kinh tế xung quanh như thế nào. Tuy nhiên thì cái tác động mang tính chất lan tỏa về kinh tế, đặc biệt là khi mà dọc cái hành lang tuyến kéo dài cả một chiều dài đất nước như thế thì cái việc lượng hóa ngay lập tức sẽ rất là khó. Chính vì vậy mà tôi cũng đồng ý với cái quan điểm là những cái chỉ số thuần túy về kinh tế, tài chính nó cũng sẽ có những cái ý nghĩa nhất định. Thì tuy nhiên là để khẳng định là dự án có thực sự là khả thi hay không thì cần phải xét đến những cái tác động dài hạn và thậm chí là những cái tác động kinh tế mang tầm quốc gia
mà khó có thể lượng hóa ngay được, nhưng lại thực sự là rất có ý nghĩa, rất có giá trị khi mà một cái dự án cơ sở hạ tầng mang quy mô lớn đến như thế. Nhưng những giá trị mà dự án mang lại thì trong cái báo cáo cuối kỳ này đã liệu đã đủ chưa, đã đáp ứng được những cái gì mà chúng ta mong đợi chưa? Những cái chỉ số cơ bản về môi trường, về kinh tế, về hiệu quả, an toàn về giao thông thì cũng đã được tính toán. Thế tuy nhiên thì những cái tác động khác như là cái dự án đi qua một cái vùng kinh tế thì mang lại bao nhiêu việc làm, mang bao nhiêu cơ hội phát triển về kinh tế, phát triển về các lĩnh vực khác đi kèm thì rất khó có thể lượng hóa ngay lập tức. Nhưng chưa được tính toán vào trong này. Vâng, đúng là như vậy. Thì nhưng những cái giá trị đấy thì là hoàn toàn là có thật và có những cái tác động dài hạn khi mà dự án thực sự bắt đầu triển khai. Thì đấy, chúng tôi cũng với góc nhìn của những cái chuyên gia về kinh tế và kinh tế giao thông thì cũng rất là kỳ vọng thì dự án sẽ mang lại những cái hiệu quả lớn hơn là những cái con số thuần túy. Vâng ạ. Ông Hưng thì nghĩ thế nào? Theo quan điểm của tôi thì trước hết là tôi nhất trí với cái đồng quan điểm với các khách mời của buổi hôm trước. Tức là không coi đây nó là một cái dự án. Thì thực sự là đầu tư cho cái đường cao tốc, đường sắt cao tốc này là cần thiết. Đây là quan điểm cá nhân. Thế nhưng mà bởi vì thứ nhất là nó rất dài. 30 năm cho đến khi mà dự án tức là chính thức đi vào hoạt động. Và nó có, theo cái báo cáo này nêu ra thì nó có mấy giai đoạn. Như vậy thì khó có thể coi nó là một cái dự án. Và nếu nó coi dự án thì trong đó nó sẽ có rất nhiều dự án con. Và vì vậy cho nên là theo quan điểm của tôi thì coi nó là một cái chương trình hay là một cái chiến lược liên gắn đến một cái lĩnh vực cụ thể. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai thì đúng là trong báo cáo như ý kiến của chị Thanh thì là cũng chưa nêu ra nhiều cái tác động của cái đường sắt cao tốc này. Mà đặc biệt là những cái mà chúng ta tạm thời là chưa nhìn thấy bằng, có thể tính toán bằng cái số liệu, những tác động lan tỏa. Vì tôi nhớ là rõ ràng hồi cái tuyến đường sắt hiện tại thôi. Thì trước đây so sánh là những cái tỉnh mà không có đường sắt đi qua. Mà đường sắt đi qua thì nó lại rất khác nhau. Ví dụ Nam Định thì Ninh Bình thì có đường sắt, nhưng mà Thái Bình thì không có. Thì cái câu chuyện là Thái Bình họ cũng có cái, tức là không thuận lợi hơn so với cái Nam Định hay Thái Bình trong sự phát triển này. Tuy nhiên cái đường sắt mà trong cái báo cáo nêu ra thì tôi chỉ thấy rất là phục vụ là vận chuyển hành khách. Chưa nói cái câu chuyện hàng hóa. Thì đấy cũng là một cái vấn đề. Thì rõ ràng là trong cái báo cáo để mà ban quản lý ghi cho các nhà tư vấn thì soạn thảo để trình Quốc hội thì tôi nghĩ là phải bổ sung thêm những cái nội dung đánh giá những cái tác động lan tỏa của cái cứ gọi là cái dự án đường sắt cao tốc này. Được. Thì nó sẽ đầy đủ hơn và cái đó nó sẽ có cái tính thuyết phục hơn. Vâng. Như vậy là ba khách mời cũng có vẻ cũng có những quan điểm cũng không hoàn toàn là trái ngược nhau lắm đâu. Và vừa trong số trước tôi cũng có đọc một câu hỏi, đó là nếu mà xét về cái dự án này chúng ta dùng 3 cấp độ là chưa cần thiết, cần thiết và là cấp bách thì chúng ta sẽ lựa chọn là cái từ nào là chuẩn nhất. Bởi vì khi mà chúng ta trình ra Quốc hội thì chắc chắn là lúc đó việc phê duyệt bắt đầu, chúng ta mới tính tới việc là bắt đầu triển khai. Giống như cách đây 10 năm trước, năm 2010 đúng không ạ, và dự án đã không được phê duyệt. Thì như vậy là bây giờ vẫn chưa cần thiết, cần thiết hay là cấp bách phải có cái dự án này rồi, phải triển khai nó rồi ạ? Thì ông Dũng nghĩ thế nào? Đây là một câu hỏi rất là hay. Thực ra thì về quan điểm của tôi nghĩ rằng là cần phải làm rõ cái khái niệm dự án này là dự án nào. Bởi vì đối với cái dự án mà đường sắt tốc độ cao này thì liệu cái phương án này có phải là dự án này hay không? Đấy, thì dưới cái góc nhìn của tôi suy nghĩ là như thế này. Trước khi thực hiện bất kỳ dự án nào thì cũng như là dự án này thì cần phải đặt ra 3 câu hỏi. Thứ nhất là về tính cần thiết như là chị đã nói. Thứ hai là về cái việc là cái phương án của dự án này đã hiệu quả hay chưa. Và câu hỏi thứ ba là phương án của dự án đấy đã là phương án hiệu quả nhất hay chưa? Thì ở câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên thì tôi cho rằng là cái việc có cái dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là cần thiết, bởi vì là cái hệ thống đường sắt hiện tại Bắc Nam của chúng ta đã rất là lạc hậu và có rất nhiều các vấn đề. Thì đấy là trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Dưới câu hỏi thứ hai mà tôi tự đặt ra và tự trả lời thì tôi thấy rằng là dưới cái góc nhìn của đầu tư công thì rõ ràng là dự án này chưa đảm bảo hiệu quả về kinh tế xã hội ấy. Và như vậy thì chúng ta sẽ dẫn ngay đến câu trả lời thứ ba, đó là
Vậy thì đương nhiên dự án này chưa sử dụng hiệu quả nhất cái nguồn lực đặt ra. Nó chưa đảm bảo do tư vấn chưa tính toán đầy đủ hết những cái hiệu quả của nó, hay chưa đảm bảo do làm thực sự là đây là nó là sẽ không hiệu quả? Thực sự thì chúng tôi mới được tiếp xúc với cái báo cáo tóm tắt của cái dự án này thôi, và Thứ trưởng Đông thì cái hôm mà chúng tôi tham gia cái buổi góp ý thì cũng đã hứa là sẽ gửi cho chúng tôi cái báo cáo chi tiết. Thì hiện tại thì tôi chưa nhận được cái báo cáo chi tiết, nhưng mà hy vọng là khi mà chúng tôi nhận được cái báo cáo chi tiết thì có thời gian để nghiên cứu rõ hơn, để xem là đã có những lợi ích và chi phí gì được tính toán ở trong cái dự án này, và những lợi ích chi phí gì đã chưa được đề cập tới. Thế còn chỗ bà Thanh và Thanh thế nào? Dưới quan điểm của quy hoạch giao thông thì cung cấp cho người dân những cái lựa chọn về đi lại khác nhau là một trong những cái phát triển về giao thông quan trọng và mang tính chất dài hạn. Với cái cách tiếp cận như vậy thì khi mà phát triển cái hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thì tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội tốt khi mà chúng ta có thể cung cấp một lựa chọn khác nữa cho người dân khi mà muốn di chuyển trong dọc hay hành lang kinh tế Bắc Nam. Chúng ta đã có đường sắt truyền thống, chúng ta đã có đường hàng không, có hàng không thông thường và hàng không giá rẻ. Và đường sắt tốc độ cao trên thế giới, thực sự cái cạnh tranh của nó là hàng không chứ không phải là đường sắt truyền thống. Và hàng không giá rẻ có lẽ là cái cạnh tranh trực tiếp nhất. Thì dưới quan điểm như vậy thì tôi nghĩ rằng là cung cấp một cái lựa chọn phương tiện về đường sắt tốc độ cao là cần thiết. Và nếu tính về thời điểm đầu tư cũng như là cái khả năng mà vận hành sau này, đặc biệt là khi dự án có thể vận hành một cách trọn vẹn, thì đến tận 2050, có nghĩa là 32 năm nữa theo cái kịch bản dường như là tốt nhất, thì chúng ta mới có cơ hội có thể đi dọc từ Hà Nội vào Sài Gòn và ngược lại bằng hoàn toàn bằng đường sắt tốc độ cao. Cho nên cá nhân tôi nghĩ rằng đây là một cái dự án cấp thiết. Nếu chúng ta không bắt đầu ngay thì đến 2050 liệu chúng ta có cơ hội đấy không? Thì đấy là ý kiến cá nhân của tôi. Và trong các số trước có khách còn yêu cầu rút ngắn xuống chỉ còn 15 năm nữa. Chứ nếu chờ quá lâu như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được nếu mà chúng ta thực sự quyết tâm. Ông nghĩ thế nào? Với cái câu hỏi là cần thiết hay không cần thiết hay là cấp bách, thì theo quan điểm của tôi nhất là cần thiết. Thế còn cấp bách, mà theo nghĩa cấp bách là 30 năm nữa như chị Thanh có nói, 30 năm nữa mới gọi là có thể hoạt động được. Thế như vậy thì rõ ràng là quá cấp bách. Bởi vì nếu cứ chậm lại thì được thêm thời gian nữa. Tất nhiên đây thì tôi nghĩ là cũng có một cái vấn đề mà bên tư vấn cũng chưa tính đến, chưa dự tính đến là cái sự thay đổi công nghệ. Biết đâu có cách nào đấy khi mà người ta phát minh nghĩ ra cái gì đấy để có thể làm rút ngắn thời gian. Bởi vì đây vẫn dựa trên cái hiện tại thôi. Thế nên cái báo cáo này cũng có một cái thiếu, tức là chưa dự đoán, dự tính được cái biến đổi công nghệ trong cái lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt là trong cái vấn đề đường sắt tốc độ cao này. Đấy là cái câu hỏi về cái cấp thiết hay là cấp bách. Đấy là cái quan điểm của tôi. Tuy nhiên ý, thì tôi nghĩ là với quan điểm là nó là cần thiết và nó là cấp bách. Thế nhưng trong cái báo cáo này thì theo cái phân kỳ đầu tư ý, thì tôi nghĩ là cũng có nên đặt ra một vấn đề khác nữa. Nói ví dụ như là phân kỳ đầu tư chia hai giai đoạn đầu thì có Hà Nội, đoạn Hà Nội Vinh, rồi Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang, và đoạn giữa là đoạn Nha Trang Vinh. Thì nếu như mà chỉ đầu tư hai cái đoạn đầu này mà hoạt động hai đoạn đầu này, thì sau này đến giai đoạn sau thì mới kết nối lại, thì như thế cái đoạn giữa là vẫn để nguyên không làm gì cả. Và tôi nhìn dưới góc độ gọi là kinh tế một tí, thế vậy thì ở Việt Nam theo cái quan sát của tôi và những cái dư luận có nói đến về ví dụ là liên quan đến cái câu chuyện về đường sắt trên cao ở Hà Nội, thế rồi cái chuyến metro Sài Gòn ở trong miền Nam, thì nó đều là chậm cả và đều có những cái vấn đề của nó. Và trong đó cũng có một cái câu chuyện là khi xây dựng mà chưa hoạt động được thì tất cả những cái thứ đều là dở dang hết. Thế vậy thì theo quan điểm của tôi ấy, thì có thể với cái dự án này thôi. Thế nhưng mà những cái chỗ nào cái việc có thể làm ngay được và cần phải làm sớm. Đấy là cái vấn đề mặt bằng. Và vì nó thời gian nó 30 năm, cho nên là có thể 10 năm, có thể 20 năm vẫn khai thác được cái mặt bằng đấy. Và cái phần đấy có thể mang lại cái vốn bổ sung cho cái dự án này. Chứ không nhất thiết là cứ phải chờ đến đâu làm đến đấy. Ví dụ đoạn Vinh, Nha Trang chẳng hạn, đấy là đoạn dài. Mà đến giai đoạn sau bắt đầu làm. Thế về cái khoảng thời gian mà càng để lâu thì rõ ràng là cái vấn đề giải phóng bằng nó càng khó khăn, mà có thể liên quan đến câu chuyện vốn được. Thế vậy có thể làm ngay.
Và cái điều này nó có sự hỗ trợ và phối hợp của các tỉnh. Vâng. Thì đấy là có thể khai thác được ngay. Bởi vì ít nhất là khoảng 10 năm bắt đầu tiến hành đến đoạn đấy. Và 10 năm có thể khai thác để mà có sẵn đất để phục vụ cho cái dự án này. Thì trong cái phân kỳ đầu tư thì tôi nghĩ là cũng bên tư vấn cũng nên nghiên cứu đến một cái vấn đề như thế. Vì nó cũng liên quan đến cái câu chuyện là hoàn vốn, liên quan đến cái hiệu quả. Bởi vì rõ ràng là mặc dù chưa làm, nhưng mà có cái mặt bằng đấy mà người ta có thể khai thác và có thể khai thác sớm hơn. Không nhất thiết là phục vụ cho cái đường sắt đấy mà những cái vấn đề khác về kinh tế, về xã hội thì nó có thể đem lại cái giá trị kinh tế nhất định. Cho nên là cái cấp bách, cái cấp thiết thì cấp bách thì rõ ràng theo tôi là rất cấp bách, rất cấp bách. Bởi vì nếu không nó càng chậm thôi. Bà Thanh và ông Dũng nghĩ thế nào về ý kiến của ông Hương ạ? Em chỉ xin trao đổi thêm với anh cái phần giải phóng mặt bằng. Thông thường thì cái giải phóng mặt bằng như chúng ta nhìn thấy hiện nay rất là nhiều những cái dự án khi mà giải phóng mặt bằng rồi nhưng dự án không thực sự triển khai thì lại cũng kèm theo nó rất là nhiều những cái hệ lụy khác. Người dân nhìn vào đó và có thể là đánh giá là nhà đầu tư có thể là chưa khai thác cái đất mà họ đã phải di rời nhà cửa, thậm chí là rất nhiều thế hệ khác nhau để đi sang vùng khác để sinh sống nhưng lại chưa làm gì cả, đất trống cỏ mọc rất là hoang vu chẳng hạn, thì đó cũng là một trong những cái tác động tiêu cực đến với một cái khu vực nói chung. Cái thứ hai nữa là về ngân sách để chi trả cho cái phần giải phóng mặt bằng như vậy. Nếu chúng ta sử dụng một cái nguồn ngân sách nhất định để giải phóng mặt bằng nhưng lại chưa triển khai dự án thì đấy lại cũng là một trong những cái câu hỏi đặt ra đối với người dân. Và theo tôi được biết là dự án này gần như là nằm phía ngoài khu dân cư là chính, và gần như là các tỉnh khi mà bàn bạc cũng đã giữ lại một cái quỹ đất để mà có thể đảm bảo để triển khai dự án về lâu dài. Đó là thông tin mà trong các số trước một số khách mời đưa ra, rất là ít đi vào những khu dân cư đông đúc để mà chúng ta phải giải phóng mặt bằng hay là làm những cái việc như mà chúng ta đang lo lắng ạ. Biết phải không ạ? Vì cái quan điểm của tôi quay lại một chút cho chỗ ý kiến chị Thanh, thực ra là cũng từ cái thông tin mà tôi nắm thông tin là cái phần liên quan đến dân cư rất ít. Và Việt Nam rõ ràng là có cái tình trạng là giải phóng mặt bằng xong, dự án chưa triển khai và để lãng phí. Thế nhưng vấn đề là cái cơ chế, vấn đề là nhà nước phải có cái chính sách gì để có thể cái những cái chỗ đất đó nó đem lại cái giá trị thực sự. Chứ không thể gọi là để không được. Bởi vì như Hà Nội vừa rồi có một cái thông tin là 16 cái dự án để thu hồi. Rõ ràng đấy là không có tác động gì cả đến bây giờ. Về đặt ra cái câu hỏi là cái dự án đấy vẫn đến để không, và không mang lại cái giá trị gì cả. Thì cái dự án này nó là dự án dài 30 năm, là có mấy giai đoạn như thế thì hoàn toàn có thể khai thác được và có thời hạn. Đó cũng là một ý kiến để bên tư vấn cũng có thể nghiên cứu. Còn về cái phân đoạn là Hà Nội Vinh, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi thấy đa phần các khách mời đều thấy là đây là dự án hợp lý cho giai đoạn đầu. Không biết là ông Dũng hay là chỗ của bà Thanh có đồng tình không? Dưới cái quan điểm cá nhân tôi thì tôi cũng còn hơi phân vân một chút là cái việc phân kỳ đầu tư cả giai đoạn 1 là Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh, và cái giai đoạn 2 mới bắt đầu làm từ Vinh tới Nha Trang. Bởi vì là thực ra cái sự phân vân của tôi nó không chỉ nằm ở trong cái vấn đề là chúng ta nói là chúng ta sẽ giải cái nguồn vốn thay dài ra thì như thế thì cái gánh nặng lên của ngân sách nó sẽ giảm đi. Nhưng có một cái là nếu mà chúng ta không nối từ Vinh tới Nha Trang ngay ở trong giai đoạn 1 thì chúng ta sẽ dẫn đến một cái sự phát triển có thể là mất cân bằng giữa các vùng. Rõ ràng là các tỉnh thành từ Vinh ra đến Hà Nội và ngược lại từ Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hưởng cái lợi ích của cái đường sắt cao tốc này sớm hơn so với lại phần còn lại. Và rõ ràng là hiện tại thì cái trình độ phát triển kinh tế, cái mức độ phát triển kinh tế của vùng miền Trung đã là kém hơn so với miền Bắc và miền Nam rồi, thì liệu cái việc này có sẽ dẫn tới một cái sự chênh lệch phát triển giữa các vùng lớn hơn hay không? Và tôi thì cũng có tham dự cái buổi tham vấn thì tôi khá là ấn tượng về cái ý kiến của giáo sư Khuê về việc là chúng ta với cái số tiền là 24 tỷ đô la thì có thể làm từ Bắc tới Nam một cái tuyến hạ tầng từ Bắc tới Nam, nhưng thay vì khai thác bằng những cái đầu máy tốc độ cao ngay lập tức thì khai thác bằng những đầu máy có tốc độ vừa phải, tức là khoảng tầm từ 100 đến 150 km/h vận tốc trung bình, thì vẫn có thể đảm bảo được cái hiệu quả kinh tế của dự án và đảm bảo tính thông suốt từ Bắc tới Nam của cái tuyến đường sắt của nước ta. Bà Thanh tham gia buổi hôm đó thì có ấn tượng về ý kiến đó không ạ? Có lẽ tôi lại cũng có ý kiến hơi khác một chút.
Cũng trên cái quan điểm về quy hoạch giao thông thì khi mà nhận định cái việc là nên đầu tư vào đâu, lựa chọn cái gì, ưu tiên, thì rõ ràng là nếu mà trong điều kiện lý tưởng chúng ta có đủ cái nguồn lực tài chính, đương nhiên là chúng ta sẽ làm hết. Nhưng vì cái lý do về cái nguồn lực tài chính không đủ để có thể là đầu tư toàn bộ thì chúng ta buộc phải lựa chọn. Cái vấn đề đây là chúng ta buộc phải lựa chọn và ưu tiên cái gì. Thì trên cơ sở cái báo cáo cuối kỳ thì tôi cũng nhận thấy đơn vị tư vấn có những cái tính toán về dự báo nhu cầu giao thông. Và cái việc là phân kỳ vào đầu tư vào đâu, ưu tiên cái gì thì hiện nay là chủ yếu dựa trên cái dự báo nhu cầu giao thông lớn hơn ở cái đoạn tuyến Hà Nội Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang. Thì dưới góc độ về quy hoạch giao thông thì tôi cho rằng là đấy là một cái cách tiếp cận hợp lý, trên cơ sở là nhu cầu cao thì chúng ta cần phải ưu tiên đáp ứng trước, và việc dàn trải về đầu tư thì có lẽ cũng là một cái cân nhắc nữa để thực sự là chúng ta dàn trải đầu tư như vậy. Nhưng có những cái đoạn tuyến mà nhu cầu giao thông nó không có lớn so với những cái vùng khác thì đấy cũng là một trong những cái cân nhắc. Và tôi cũng cho rằng là tư vấn cũng đã đặt trên cái quan điểm như vậy để lựa chọn là Hà Nội Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang chứ không phải là toàn bộ. Và trong báo cáo cũng có nói khá là rõ đúng không? Vâng, thưa khách mời, rõ ràng là hôm nay chúng ta có những điểm rất mới đóng góp vào cho cái bản báo cáo này, và tôi nghĩ là đại diện của tư vấn cũng như Bộ Giao thông sẽ rất là quan tâm tới ý kiến mà chúng ta đóng góp. Thì ngoài những phần mà tôi vừa mới trao đổi với các khách mời ra thì những cái nội dung trong này, thậm chí là thông qua cái buổi mà đóng góp ý kiến đã được nghe trực tiếp là đại diện Bộ Giao thông Vận tải giải thích về cái dự án này, thì các khách mời còn có những cái băn khoăn, những cái suy nghĩ gì mà có lẽ là trong buổi đó mình chưa nói lên được và bây giờ là mình muốn thông qua diễn đàn để có thể là trình bày cái ý kiến của mình ạ? Thì trước là xin mời ý kiến của ông Dũng ạ. Bản thân cá nhân tôi thì tôi cũng còn những cái thắc mắc, băn khoăn về cái dự án này, bởi vì là ngay cả cái việc chúng ta đã đều biết rằng là đường sắt tốc độ cao thì cái khoảng cách từ 300 km đến 700 km là nó sẽ có cái lợi thế cạnh tranh cao nhất. Tốc độ ở đây là cái cự ly từ 300 km đến 700 km thì nó sẽ có lợi thế cạnh tranh cao nhất khi mà so sánh với hàng không, khi mà so sánh với lại đường bộ và các loại hình vận tải khác. Thì như ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái tuyến đường sắt Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta là 1.550 km, gần 1.550 km, tức là nếu mà chúng ta khai thác ở những đoạn ngắn, ví dụ như Hà Nội Vinh, ví dụ như là Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta sẽ có thể lợi thế thu hút được hành khách từ hàng không chuyển sang. Thế nhưng nếu chúng ta khai thác ở những cái tuyến dài hơn, ví dụ như là Hà Nội vào đến Đà Nẵng chẳng hạn, hay ví dụ như Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta sẽ đánh mất cái lợi thế của đường sắt cao tốc đi. Đấy, thì từ cái góc nhìn của cá nhân tôi thì tôi nhận thấy là nếu mà như vậy thì chúng ta có nên đặt lại cái câu hỏi là sử dụng đường sắt cái cao tốc ở cái mức độ là 300 km/h hay là không, hay là chúng ta sử dụng cái đường sắt hiện đại hóa một khổ 1m4 điện khí hóa và với cái tốc độ trung bình rơi vào khoảng tầm từ 120 km đến 150 km/h, vận tốc tối đa có thể lên đến 200 km/h. Như thế thì chúng ta sẽ vừa một mặt có thể tiết kiệm hơn, vừa một mặt không những cạnh tranh được với đường hàng không ở một số cự ly, còn có thể thu hút được hành khách từ đường bộ chuyển sang bởi cái sự nhanh chóng và cái giá cả. Như vậy thì có thể là cái dự án của chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả kinh tế xã hội cao hơn. Thì dưới góc nhìn của tôi thì đấy là một trong cái ý kiến mà tôi cũng muốn phát biểu ở trong các buổi tham vấn nhưng mà chưa được trình bày. Nhưng có những khách mời nào nói chung cái quan điểm đó với ông Dũng không ạ? Hiện trong buổi tham vấn thì thực ra thì chúng tôi cũng chưa có cái thời gian để trao đổi với các khách mời khác về ý tưởng này. Thì khi mà trao đổi với lại các đồng nghiệp thì cũng có những đồng nghiệp là thể hiện cái sự đồng tình với tôi về cái vấn đề này. Ông Hưng Liên ạ. Riêng cái quan điểm của tôi thì có mấy vấn đề liên quan đến báo cáo của bên tư vấn. Cái thứ nhất ấy, trong cái báo cáo này thì tư vấn mới chỉ tính đến cái tốc độ tăng trưởng GDP thôi. Mà lẽ ra một cái rất quan trọng mà trong cái đặt vấn đề của cái nguồn vốn cho cái dự án này thì phần lớn là vốn ngân sách. Cái phương án là 80 hoặc là 100 là ODA. Vốn tư nhân thì khoảng 10 hoặc là 20%.
mà gọi là vốn ngân sách thì liên quan rất quan trọng đến cái gọi là cái ngân sách nhà nước. Cái nguồn thu liệu có tương xứng như thế không? Bởi vì không đồng nghĩa là sẽ tăng GDP liên quan với tăng thu ngân sách. Thế rồi nữa là cái phần chi của cái ngân sách cho giao thông vận tải nói chung và tính cho từng cái bộ phận, cho hàng không, cho đường sắt, rồi cho đường bộ, các thứ khác. Ở cái câu chuyện nữa là cái vốn ngân sách trung ương và cái vốn ngân sách địa phương. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ bên tư vấn cần phải làm rõ hơn. Một cái vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề hoàn vốn. Thì trong đây mới chỉ nói đến cái câu chuyện vé thôi. Cái nguồn cái doanh thu từ vé. Mà trong cái phương án đưa ra thì nó có hai vấn đề. Một là cái đầu tư hạ tầng và hai là vận hành. Thì rõ ràng cái vé này liên quan chủ yếu đến cái đơn vị vận hành. Mà theo cái phương án được đề xuất ở đây thì là cái doanh nghiệp. Thế vậy rõ ràng doanh nghiệp người ta đầu tư, người ta phải tính đến câu chuyện là thu hồi vốn và có lợi nhuận. Thế vậy thì với cái cách thức mà đưa ra như thế thì khi nào doanh nghiệp, tức là nếu chỉ nói cái câu chuyện bán vé thôi, để bồi hoàn cho cái phần người ta tham gia đầu tư và cái lợi từ đó. Thế vậy thì cái vấn đề khác gọi là cái hoàn vốn dự án thì đến bao giờ thực hiện được? Mà tại sao không tính tất cả những cái nguồn thu khác có thể mà đem lại từ cái toàn bộ dự án này? Khai thác hạ tầng xung quanh đường sắt, thế rồi nữa là những cái liên quan đến nhà ga chẳng hạn. Thì cái đó cần phải bổ sung thì người ta sẽ nhìn rõ hơn về cái câu chuyện là vốn và cái hoàn vốn. Vâng. Tôi rất đồng quan điểm với cả ông Hưng trên cơ sở là cái hoàn vốn. Hiện nay đúng là chúng ta mới chỉ nhìn một cái hoàn vốn trực tiếp bằng cái nguồn thu từ vé. Những cái dự án về cơ sở hạ tầng, kể cả đường sắt đô thị hay là đường sắt tốc độ cao như thế này, thì cái hoàn vốn từ vé chắc chắn là rất là rủi ro, bởi vì tất cả những cái dự báo mà chúng ta thực hiện có thể sẽ sai khác rất nhiều trong tương lai. Trong khi đó là chúng ta hoàn toàn là có thể có những cái nguồn thu rất hấp dẫn khác. Đấy là cái việc phát triển sử dụng đất, đặc biệt là sử dụng đất về cho thương mại dịch vụ ở trong xung quanh khu vực nhà ga, dọc hành lang tuyến. Đây cũng là một cái kinh nghiệm mà rất nhiều những nước ở trên thế giới mà họ đã triển khai rất là thành công, như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Đài Loan. Dọc hành lang tuyến và xung quanh các khu vực nhà ga thì là họ xây dựng những cái khu thương mại với cái sử dụng đất phức hợp rất là hiệu quả. Rõ ràng khi mà có cái tuyến đường sắt đi qua thì cái khả năng tiếp cận của khu vực đấy trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Giá trị sử dụng đất cũng tăng lên, thì tại sao chúng ta không sử dụng tất cả những cái lợi ích đấy để có thể là tiến hành cho thuê, tư nhân cho thuê thương mại, phát triển toàn bộ những cái khu vực dịch vụ giải trí xung quanh và tăng cái tỷ lệ đô thị hóa. Và đấy chính là một trong những nguồn thu thậm chí là hấp dẫn hơn nhiều so với cái nguồn thu từ vé. Vâng. Cái đấy là cái rất khó tính. Nó rất khó tính toán để mà có thể đưa vào trong cái báo cáo này. Theo ý kiến của tôi thì tôi cũng chia sẻ với lại ý kiến của chị Thanh là và cái việc chúng ta khai thác cái quỹ đất ở xung quanh các nhà ga chính, ví dụ như là ở Paris chẳng hạn, cái ga de Lyon, tức là cái ga mà nối từ Paris về đến Lyon, là một cái khu vực mà về mặt thương mại là cực kỳ phát triển, không chỉ là ở trong bên trong ga mà ở xung quanh ga, các khách sạn, các cái tổ hợp mà về mặt dịch vụ ăn ở rồi thương mại đều là có cái tập trung rất là mật độ rất là cao xung quanh ga. Tuy nhiên chúng ta cũng không được quên một điều rằng cái sự hấp dẫn của các khu vực nhà ga và những khu đất ở xung quanh ga đấy lại hoàn toàn phụ thuộc vào cái lưu lượng hành khách tới cái khu ga từ đấy. Nếu mà một cái ga mà không có hành khách lên hoặc xuống thì đương nhiên cái đất đai ở khu vực đấy cũng sẽ không hấp dẫn. Tức là hai cái sự hấp dẫn của đất ở xung quanh khu vực nhà ga đấy có cái mối tương quan cùng với lại cái lưu lượng khách hành khách đi và được tới của ga đó. Và Thanh nghĩ thế nào? Tôi cũng đồng ý với quan điểm như vậy. Chỉ khi nào mà có nhu cầu hành khách lớn thì tất cả những vấn đề mà chúng ta nói thì mới thực sự là có cái tác động lớn. Thì tuy nhiên là ngoài cái việc thu hút khách dọc hành lang tuyến thì thu hút chính cư dân địa phương. Trong giao thông thì nó có một cái khái niệm gọi là các cái nhu cầu về phát sinh chuyến đi. Cái phát sinh đấy thì chỉ có khi mà phát triển về kinh tế, phát triển về các hoạt động thương mại, có thể thậm chí là từ vùng này sang vùng kia. Đấy chính là cái phần mà nay chưa có, nhưng vì phát triển sử dụng đất đủ tốt thì đấy là những cái nhu cầu mới phát sinh ở trong tương lai.
Tất nhiên là cái này cũng rất khó để có thể lượng hóa ngay từ thời điểm hiện nay. Nhưng giả sử như Hà Nội Vinh chẳng hạn, thì tính toán hiện nay nếu không có bất kỳ một cái tác động tích cực nào thì từ thành phố như thành phố Vinh, rõ ràng là cái nhu cầu về phát sinh chuyến đi chắc chắn là không nhiều lắm đâu. Thế nhưng vì có tuyến đường sắt đi qua mà tất cả những cái phát triển về doanh nghiệp, về các cái hoạt động sản xuất sẽ thay đổi rất nhiều, và đấy chính là cái phát sinh trong tương lai mà chúng ta thậm chí là nhanh đến mức mà có khó có thể mà nhìn thấy ngay được. Thì đấy cũng là một cái phần mà phát triển sử dụng đất đủ, làm cho nó đủ hấp dẫn, làm cho nó đủ hiện đại và có nhiều các cái dịch vụ phức hợp khác nhau, thì sẽ tạo nên một cái động lực để tất cả những cái dịch vụ thương mại, kinh tế sản xuất nó sẽ đi kèm theo. Điều này lại làm tôi nhớ tới một số đối thoại gần đây, ông Lê Xuân Nghĩa cũng có cung cấp là có những điều chúng ta không thể lường trước được, không thể tính toán trước được, thậm chí như nhu cầu đi máy bay bây giờ ấy, đến mức số lượng và các hãng quá nhiều như vậy, số lượng máy bay cũng quá nhiều mà vẫn cứ bị tắc nghẽn, vẫn cứ nhu cầu ngày càng tăng lên, thậm chí những người mà nhu cầu rất bình thường ở nông thôn bây giờ vẫn có thể đi máy bay giống như là rất nhiều những cái người mà ở cái tầng lớp trung lưu. Như vậy rõ ràng chúng ta không tính toán hết trước được. Và vì vậy nên thời điểm này khi mà nhắc tới đường sắt tốc độ cao, chúng ta phải tính kỹ hơn nữa về cái nhu cầu trong tương lai. Đấy tôi nghĩ cũng là một cái điều mà tư vấn cũng phải rất là quan tâm. Ông Hưng có bổ sung gì thêm không ạ? Tôi còn thêm một cái ý nữa xung quanh cái báo cáo này. Tức là tôi rất quan tâm đến tính khả thi. Bởi vì hiện tại là Việt Nam, như đúng là tôi có nói, là có hai cái dự án đường sắt trên cao, tức là vẫn chưa hoạt động. Thế cái câu chuyện là đổi vốn. Báo cáo này mà tư vấn phải đưa ra một cái gọi là cái cách thức quản lý để làm sao dự án hoạt động đúng như cái mong đợi. Và cái này là kinh nghiệm thực tế Việt Nam thôi, thì rất nhiều dự án là chậm vì cái cách thức quản lý. Và đây là một cái dự án rất lớn, thế vậy thì cái cách thức quản lý thế nào nó liên quan rất nhiều bộ phận khác nhau, và cái này thì nên đưa ra nó rõ ràng hơn thì nó sẽ tăng cái tính khả thi và cái dễ thuyết phục hơn. Chứ còn cứ nếu mà nhìn vào cái cách thức quản lý hiện tại thì rất là rất khó. Người ta cứ nghĩ trên rất nhiều theo nhiều kiểu khác nhau. Ít nhất là ở Việt Nam hiện nay đang hai cái dự án nó chưa hoạt động. À, tuyến đường sắt nội đô này. Và Thanh hôm vừa rồi thì cũng có những cái lo lắng băn khoăn như vậy trong cái buổi lấy ý kiến không ạ? Về cái việc quản lý của cái dự án này đấy. Không, không ạ. Rõ ràng là cái quá trình thực hiện dự án như ông Hưng có nói thì nó phụ thuộc vào rất nhiều những cái yếu tố khác nhau về năng lực của nhà thầu chính và tất cả những cái nhà thầu phụ liên quan. Với những cái dự án đặc biệt lớn, thực sự là đặc biệt lớn, thì sự tham gia của các cái nhà thầu chính, thầu phụ đã tạo thành một cái mạng lưới kết nối rất là phức tạp, và cái quá trình thực hiện không chỉ phụ thuộc vào cái kỹ thuật mà cái quá trình mà chúng ta có nguồn vốn để giải ngân theo đúng tiến độ hay không cũng là một trong những cái thách thức mà khiến cho dự án có thể không đạt được tiến độ như kỳ vọng. Thì đấy cũng là một trong những cái vấn đề chúng ta cần phải lưu tâm, nhưng đấy là trong cái giai đoạn mà xây dựng, triển khai dự án sau này. Cũng với góc độ của tư vấn, quan điểm cá nhân của tôi cho rằng là họ buộc phải tính đến, nhưng cũng khó có thể là tính hết được, là sau này là chúng ta có một cái lượng ngân sách đủ để giải ngân theo đúng cái tiến độ ban đầu đã đặt ra hay không, hoặc phải có những cái biện pháp để giảm thiểu cái việc là vì không cung cấp đủ vốn, chứ không chỉ riêng về kỹ thuật là một trong những cái vấn đề mà liên quan đến dự án chậm trễ. Vâng ạ. Đã rất nhiều ý kiến của các khách mời, và tôi thấy rất là nhiều những ý kiến mới. Trước khi mà kết thúc chương trình thì các khách mời có một cái thông điệp và muốn gửi gắm một cái điều gì đó ngắn gọn liên quan tới cái dự án này cho những người làm chính sách cũng như là khán giả của chúng tôi, những người rất quan tâm tới chương trình không ạ? Chắc là sức trước là xin mời kiến công Dũng ạ, rất là ngắn gọn ạ. Tôi nghĩ rằng là cái sự cần thiết của cái dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là không phải bàn cãi. Tuy nhiên là cũng mong muốn là bên liên danh tư vấn nên là đưa ra thêm các phương án khác nhau về cái việc xây dựng cái tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam này, và từ đó đấy chọn ra cái phương án tối ưu nhất vừa đảm bảo cái hiệu quả kinh tế xã hội của dự án, để và làm sao
dẫn đến cái sự phát triển hài hòa của các loại hình giao thông và đảm bảo được cái hiệu quả kinh tế xã hội của phát triển kinh tế trong giao thông cũng như là toàn bộ của đất nước ta. Đối với quan điểm của tôi thì thứ nhất là vẫn khẳng định lại cái dự án, tức là cái đường sắt tốc độ cao này là hết sức cần thiết và cần phải được làm sớm. Cái vấn đề là làm sao sắp xếp một cái lộ trình nó phù hợp. Mà cái phù hợp này liên quan đến cái câu chuyện là sắp xếp được cái nguồn vốn và cách thức quản lý để hiệu quả. Và đấy là cái những cái mà cần rút kinh nghiệm từ những cái dự án về hạ tầng ở Việt Nam trong gian qua. Và có thể so sánh cái cách thức quản lý. Ví dụ như là cái cách làm của Vingroup chẳng hạn. Một cái dự án họ đưa khởi động và họ làm rất nhanh. Rõ ràng là cái câu chuyện quản lý đương nhiên có cả vốn và nhiều yếu tố khác. Thế nhưng mà nhà nước có thể hoàn toàn học tập được. Đấy là quan điểm cá nhân thôi. Vâng ạ. Cá nhân tôi thì cho rằng là một cái vấn đề quan trọng chúng ta cần phải xem xét tới nữa, đấy là sau khi chúng ta đã xây dựng được một cái dịch vụ vận tải như là đường sắt tốc độ cao rồi, thì làm thế nào để thu hút người dân cùng tham gia sử dụng cái dịch vụ này và với một cái khối lượng lớn, thì đấy là một cái câu hỏi mà các cái đơn vị vận hành sau này phải nghĩ đến ngay lập tức khi mà dự án bắt đầu có thể đưa vào khai thác. Trên thế giới thì cũng có rất nhiều những cái dự án mà người ta đặt ra cái câu hỏi này và họ có mấy cái kinh nghiệm, cái cách tiếp cận để làm thế nào để thu hút được người dân sử dụng cái dịch vụ đã có. Với các cái dự án về giao thông thì một trong những cái vấn đề quan trọng đấy là phải tăng khả năng tiếp cận cho cái hành lang tuyến bằng cách là họ sẽ phải buộc phải phát triển các cái phương tiện trung chuyển để làm thế nào để từ những cái khu vực trung tâm có thể tiếp cận được các nhà ga một cách tốt nhất, thuận lợi nhất, thì chỉ có khi đấy thì tổng cái thời gian hành trình mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu của người dân. Cái cách thức thứ hai nữa đấy là họ phải tổ chức những cái chiến dịch về marketing, truyền thông phải rất là hiệu quả để người dân, ví dụ như chính cái dự án đường sắt tốc độ cao này thôi, thì người dân phải nắm được thông tin là những cái lợi ích, ví dụ về mặt thời gian so với cả di chuyển bằng đường hàng không thì cái tổng thời gian hành trình của đường sắt sẽ ưu điểm hơn rất là nhiều nếu mà tính về tổng thời gian chuyến đi, thì đấy cũng là một trong những cái lợi ích mà nhờ truyền thông hiệu quả thì có thể đem lại những cái thông tin để giúp kích thích những cái tăng trưởng về nhu cầu để sử dụng chính cái dịch vụ mà chúng ta đang xây dựng. Như vậy truyền thông đóng vai trò hết sức quan trọng. Vâng. Thưa các khách mời, khi mà nhắc tới dự án này thì rất nhiều khán giả đặt câu hỏi là tại sao chúng tôi lại thực hiện quá nhiều cái chương trình đối thoại để bàn về từng vấn đề chi tiết. Tuy nhiên là chúng tôi rất là mong muốn là được mời tới rất là nhiều khách mời để chúng ta cùng đóng góp vào một cái công trình mà có thể nói là cần thiết, là cấp bách và tất cả chúng ta đều mong đợi. Chúng ta mong đợi không phải 30 năm nữa, chúng ta mong đợi thậm chí là 15 năm, càng ngắn càng tốt, để chúng ta không chỉ với tư cách là chuyên gia, chúng ta còn là những người dân, chúng ta là những người đang sử dụng dịch vụ giao thông hàng ngày, chúng ta có thể được tận hưởng những cái dịch vụ giống như chúng ta đi trải nghiệm ở trên rất nhiều các nước trên thế giới, đúng không ạ? Thì đó là lý do tại sao mà chúng tôi rất là hào hứng khi mà được mời tới đây các khách mời rất là mới. Tuy nhiên là có những ý kiến đóng góp cũng rất là nhiệt huyết cho cái dự án này, và chúng tôi hy vọng là sẽ được gặp lại các khách mời trong một số chương trình đối thoại tiếp theo nữa, khi mà chúng ta có những cái bước tiến mới trong cái việc là phát triển những cái ý kiến của các khách mời cho cái dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại, và xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian tới ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả, và quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.